giật gân, gay cấn, kinh dị và những pha hành động mãn nhãn là những gì mà Ghost Rider không có. Thay vào đó là những màn hội thoại kiểu mê, một câu chuyện kiểu mê và phong cách diễn xuất siêu mê. Và hôm nay thì tôi sẽ xàm xí với cái phim này. Tất cả bắt đầu với một truyền thuyết phương Tây về ma tốc độ, kể rằng những linh hồn xấu xa có dã tâm thống trị trái đất bằng cách thu thập khế ước của quỷ, và một ma tốc độ được cử đến San Venganza mang về bản khế ước của 1000 linh hồn tội lỗi. Cho ai? Tất nhiên là không phải cho tôi không chơi bộ môn này. Mà là cho ác quỷ Mephistopheles, biết rằng tai họa sẽ ập xuống trái đất nếu giao khế ước ra, ma tốc độ đốt cháy nó rồi biến mất như Jack. Thời gian cho đến năm 1986 cùng màn xếp motorbike của Johnny Blaze và ông bố Barton, người đang bị hò lao nhìn thằng vịt. Johnny thấy bố bị bệnh thì lập tức bỏ đi chơi với cô bạn gái to Roxanne. Nghe chuyện bố sắp phải đi xa, anh quyết định sẽ cùng cô bỏ trốn, rồi bê sờ mề mút môi. Khi Johnny về đến nhà thì bố đã ngủ từ bao giờ. Cầm album trong tay ông lên xem, Johnny phát hiện ra một sự thật đáng sợ, rằng ngày mai anh sẽ phải đi xem mà u đá. Ôi mày thế không phải, hóa ra bố anh bị ung thư rồi. Nhìn thấy bố không có ý định chia sẻ, Johnny vừa buồn vừa giận bỏ tới dạp xước để ngực xe. Và lúc này thì kẻ hủy diệt bóng đèn Mephist xuất hiện, nói rằng mình ngưỡng mộ tài năng của Johnny. Bệnh ung thư của bố người ta có thể chữa nhưng một cái giá là tồn tại. À, bro, tôi không biết nữa. Sao mày đa nghi đấy, có phải vì tao là người da đen không? Nhưng ông là người da trắng mà. Đen ở bên trong anh bạn ạ, đen ở bên trong. Giờ thì ông nghe giống kiểu Ed Gein hay gì đấy. Ông định giết tôi xong rồi dùng da tôi làm áo vũ à? Không, tao muốn linh hồn thôi. Chắc chắn là ông định giết tôi. Thì cứ xem hợp đồng đi. Johnny làm theo và bị cứa tay dây máu lên chỗ ký tên. Và bùm, anh thức dậy trên giường. Bố anh hôm nay tràn đầy sức sống, khoe rằng hết ung thư rồi đi diễn thôi. Nhưng mà khi tuổi già không giết được bạn, ung thư cũng không giết được bạn, thì kịch bản sẽ giết chết cả mẹ nó bạn. Ông lao qua vòng lửa và cắm con mẹ ở đầu. Nghe thấy tiếng hét thất thanh, Johnny lao vào trong, tận mắt thấy bố chết. Con quỷ thì cười lớn rồi tan biến. Johnny điên cuồng lao xe đi nhưng mà gặp ảo giác rồi ngã xuống. Mephist xuất hiện trêu đùa tên Human ngu ngốc. Johnny cố tấn công hắn nhưng hắn không sợ và bảo là sẽ tìm đến Johnny khi cần. Còn giờ thì quên hết mọi thứ đi. Ngươi là của ta nhưng mà không homo. Johnny bơ vơ ở giữa đường và quên hết tất cả mọi thứ. Nhiều năm về sau, Johnny trở thành một ngôi sao lớn với bộ môn ôm cua bốc đầu. Phần lớn là ngã nhưng mà thoát chết nên là mới nổi tiếng. Johnny sau đó được anh em dìu về nhà trên chiếc xe lưu động cùng sự xuất hiện của Gam Seda. Trên TV bật chương trình đua mô tô nghệ thuật và toàn là hình ảnh của Johnny với tin tức khiến giám đốc điều hành Mark rất ngạc nhiên rằng Johnny sẽ thực hiện một cú nhảy nguy hiểm khác nữa. Dừng lại đi bro, cậu đang cố chứng tỏ cái gì ấy? Rằng đó là tớ đang phi con xe. Thế chả nhẽ là Jack Nicholson à? What the fuck bro? Johnny bỏ hết ngoài tai những lời can ngăn của Mac. Lúc này thì bên ngoài rơi xuống mấy cái vàng vàng mà tôi không biết là cái gì. Và cùng với chúng Blackheart xuất hiện, một hot boy nhưng mà lạnh lùng đến mức chai bia còn phải đóng băng. Và thanh niên này lạm dụng phần đánh mặt hơi nhiều. Blackheart gọi tới Rizzo, Pike, ý tôi là Wallow và Abigail, những thiên thần xa ngã với sức mạnh từ thiên nhiên. Nghe như nước rửa bát nhỉ. Hắn nhắm tới bản hợp đồng San Venganza nhằm thống trị thế giới. Đúng lúc này một tiếng hét vang lên. Blackheart lao ra ngoài và gặp Mephist. Biến đi ông già, đây là thời của tôi. Bố mày không làm được gì mày ở thế giới này nhưng mà ma tốc độ thì có, mày đợi đấy. Blackheart chính là con trai của Mephist, đang có ý đồ tạo phản. Trở lại với Johnny thì sau nửa bình cà phê, anh đã sẵn sàng để thực hiện màn siêu phẩm. Bất ngờ một phóng viên lạ mặt muốn phỏng vấn anh, đó chính là Roxanne. Vâng, và bên cạnh tôi ngay bây giờ là Johnny Blaze, người sắp làm nên một trang sử mà không ai give a fuck. Johnny, thế đang cảm thấy như nào? Anh thấy có gì đó thiếu thiếu trên môi em. Ý anh là son? Không, chim anh. Được tiếp vitamin gái, Johnny dễ dàng vượt qua thử thách. Bị nguy hiểm hết hồn thì sao bằng cái lòng của Roxanne. Johnny sau đó lao đi, đuổi kịp người yêu cũ. Nhưng cô thì không muốn gặp anh lắm, nên anh đành phải dùng đến hạ sách chặn đầu xe. Mephist gánh còng lưng ấy nhá. Và thế là Johnny có được cái kẻo 8 giờ tối nay. Tối hôm đó Roxanne ăn diện lồng lộn hồi hộp chờ đợi Johnny, người lúc này đang có bàn tay đỏ như tôm luộc và bắt đầu nghe thấy quỷ ma nói ở trong tai. Nhưng thứ gọi anh thực sự ở một chiếc mô tô. Đây là món quà của Mephist. Hắn đến theo như thỏa thuận là ra nhiệm vụ cho ma tốc độ, tìm người tên Blackheart và giết hắn. Thế là một huyền thoại được khai sinh. Anh lao đi như một cơn gió, tổi bay cả cảnh sát đứng đường. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ta trở lại với nhóm của Blackheart, lúc này đang đe dọa một người ở khu nghĩa địa cũ để tìm bị nấm mồ. Sau khi nghe được cái tên thánh đường Michael, Blackheart giết anh ta. Sau khi chiếc mô tô đưa Johnny tới một nhà kho cũ, hất văng anh, cả người Johnny bốc cháy, nhạc nổi lên. Tèo, 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 tèo. À! Một ngọn lửa bao trùm lấy anh, Free Fire cộng 1, đồ họa biến hình chỉ 0.5, nhưng đủ để Johnny trở thành một bộ xương khô rực cháy. Chưa kịp xem chim của mình có cháy không, thì Blackheart đã xuất hiện và Grizzle lao tới treo cổ Ghost Rider. Bùm! Cảm ơn vì cho bố mày vũ khí. Đầu nâu nửa đang định tấn công thì dẫm chân vào một vũng nước, bị Pai kéo chân rồi ô tô tông nát. Abigail khoái trá từ xe nhảy xuống, nhưng đầu nâu nửa vẫn còn sống, tống cho hắn một đấm từ sau, rồi hất sợi xích thiếu hắn thành tro. Ma tốc độ thừa thắng xông lên, biến đổi con xe nhìn chật trời vãi cái đái và rời con mẹ đi. Không đuổi nữa à? Khi cả chồng gáy le tè le cũng là lúc mà tốc độ phầy
và Johnny Blaze lấy lại ý thức rồi được một ông già giúp đỡ. Tỉnh dậy từ cơn mê, anh phát hiện nơi này là một nghĩa địa và bằng một cách nào đó mà ông lão này biết được mọi chuyện. Ông nói Johnny nên làm quen với ma tốc độ vì chuyện này sẽ còn xảy ra thường xuyên. Không tin vào người lạ, Johnny định rời đi, nhưng mà khi nghe nói về bản hợp đồng thì anh đã tin và dừng lại. Trở lại với Roxanne, lúc này đang đi phỏng vấn, nhưng mà rõ ràng thanh tra không chơi với nhà báo nên từ chối tiết lộ thông tin. Trong khi Johnny lại được ông lão khâu vết thương cho, đồng thời nghe kể về sức mạnh của Ghost Rider và cả về bản hợp đồng săn với Kanza. Bên cảnh sát lúc này thì đang điều tra về vụ tối qua, nên Johnny lo lắng đi tới xem xét và thực ra là để xin lỗi Roxanne. Nhưng Rox lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ, cảnh sát lại phát hiện ra một manh mối. Johnny sau đó trở về nhà, đọc sách để tìm cách điều khiển sức mạnh. Anh đang làm trò con bò thì Roxanne tới và nói mình sẽ rời đi vào tối nay. Anh giải thích mọi thứ với cô nhưng mà bà mày không tin. Thế là mùa xuân mất em như đã bắt đầu. Đúng lúc này cảnh sát ập tới bắt Johnny vì tình nghi là kẻ giết người. Do thứ lửa tại hiện trường giống đồ chơi của anh, dĩ nhiên là Johnny chối hết. Thế là bị đem đi nhốt. Anh ở chung phòng với Khá Bảnh và đồng đội nên lập tức bị bắt nạt. Bắt nạt ai không bắt lại bắt nạt đúng Phan Quân, xăm quần mẹ cho mày với tao. Mà tốc độ hạ tất cả rồi đường hoàng bước ra khỏi nhà tù, triệu hồi chiếc chiến xa, rỉn vọt đi trong sự bất lực của cảnh sát. Cùng lúc đó Blackheart đang ở thánh đường đe dọa mục sư lấy bản khế ước San Vicanza. Đầu nâu nửa bị cảnh sát nùa thì bật mốt vành nét rồi lại nổi lên. Thằng tiến đến tim đen, Abigo lao vào cản bước, hóa thành gió đánh văng ma tốc độ. Ma tốc độ phải đối đầu với cảnh sát nên tìm cách chạy, đi theo phương thẳng đứng trên một tòa nhà cao tầng, hay cả mẹ lắm. Đối diện với chung cư của Roxanne, trực thăng của cảnh sát không đủ tầm với anh nên anh thả nó đi. Trong khi đó Abigo xuất hiện, anh xoay xoay sợi xích, hút tên người xấu vào trong và xử đẹp hắn. Sau đó lại lao xuống dưới, nhìn người yêu một cái rồi rời đi. Nhưng hành động này là một hành động óc chó vì Blackheart đã trông thấy. Sáng hôm sau, Johnny Bad Trip tỉnh cơn lú xong thì tìm tới ông lão bí ẩn. Cả hai đứng trước mộ của Carter Slade, ma tốc độ cuối cùng từng được biết đến. Cô độc tới chết để đảm bảo an toàn cho người thân. Đó là số phận của những ma tốc độ và nó sắp thay đổi khi Roxanne tới nhà anh và gặp Mac. Cô đang đọc những điều Johnny đang nghiên cứu thì cốc cốc Blackheart xuất hiện, giết chết Mac rồi nói mình sẽ bóp nát trái tim của ma tốc độ. Johnny vội vàng về nhà, thình lình bị Blackheart tấn công, nhưng mà anh không dễ gục như thế. Johnny định nhìn đối phương đến chết, nhưng mà tin mới này cưng, chiêu này chỉ hiệu quả với những kẻ có linh hồn để đốt. Hắc Tầm dễ dàng đánh bại Johnny. Giờ thì mày làm việc cho bố mày, mang bản khế ước đến và có thể bọn gái mày sẽ sống. Thế là Johnny lại phải tìm tới ông lão để tìm tung tích bản khế ước. Và nó ở đây, nhưng mà lấy cái gì để đổi đây? Hào quan nhân vật chính bạn à. Hào hoãn, ta sẽ đi cùng cậu. Một con ngựa xuất hiện và ông già bí ẩn tiết lộ mình chính là Carter. Ông sẽ dành lần biến hình cuối cùng này để đồng hành với Johnny. Thế là một già một trẻ lên đường, chẳng mấy chốc tới San Vicanza. Đến đây thôi nhóc. Phải lão già ông biến hình để đi phượt à? Thế còn trừng phạt cái xấu thì sao bro? Cái thể loại ma tốc độ vô trách nhiệm thiếu nguyên tắc dễ dãi với bản thân chết tiệt gì vậy? Thế là Johnny phải tự lo từ đây. Anh một mình tiến vào chỗ tối và tôi thì vẫn đéo hiểu sao không biến hình lên như chó sáng. Hóa ra để tạo điều kiện cho Pai dìm mình xuống. Johnny không chết mà cuối cùng cũng nhớ ra là mình biết biến hình, thiêu cháy tiền ác quỷ ngay ở dưới nước, rồi ung dung đi tìm chùm cuối. Hắn yêu cầu anh không biến hình, không thì sẽ giết Roxanne. Thế là Johnny giảng hòa, đưa ra khế ước. Và ngạc nhiên chưa thằng chó? Cả hai bắt đầu sông bảo quánh nhau, nhưng lúc này trời bắt đầu sáng nên Johnny phải nhanh con mẹ lên. Anh bị ném bay ra ngoài, hiện nguyên hình nhưng lại phát hiện ra một cánh cửa. Trong khi Blackheart có được khế ước, triệu hồi tất cả linh hồn, nhập vào cơ thể và trở thành Legion, một cơ thể đầy linh hồn tà ác. Chán đấu bằng tay nên Johnny rút súng ra bắn, dụ hắn vào trong phòng. Với sức mạnh của Hải Đắc, anh biến hình lại được, nhưng mà làm sao có thể bắn chết được linh hồn? Ủa khoan, có linh hồn thì làm sao ta? Thì anh nhìn tội lỗi chết con đi mẹ mà chứ sao. Thế là Johnny làm mắt Hắc Tầm cháy như bóng đèn sợi đốt, giành chiến thắng. Lúc này Mephisto tới và định thu hồi quyền năng ma tốc độ, nhưng mà hàng ngon thế này thì dại gì Johnny bỏ. Anh thề sẽ dùng nó để chống lại chính Mephisto, khiến gã tức giận và biến mất. Mọi thứ lại bình yên trở lại. Và thế là hết phim. Tôi đánh giá phim này 3 con Ducati trên giá xăng hơi cao. Tôi lại vui vẻ. Đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử, người chơi đồ và vui vẻ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.